Thực khách bá đạo, ứng tác hát não. Thực khách bá đạo, ứng tác hát não. Chúng tôi có một quán ăn bá đạo gồm hai vị chủ quán siêu hài hước. Thực khách đến đây không đơn thuần là thưởng thức thực phẩm mà chính là đối mặt với các tình huống bất ngờ siêu hát não. Tên em là Lâm Quốc Khải, ok. Họ hoàn toàn không được biết trước tình huống, ứng tác trực tiếp ngay tại phim trường. Mẹ đi nhảy đầm mất rồi. Tương lai và số phận đằng sau cánh cổng bí mật sẽ đi về đâu? Nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhúc nhích bị gai tâm là 35. Cô hát lô tô, hát bóng hát gió là không có được. Ôi sao anh chửi bóng gió có làm gì có tội đâu mà phải chửi. Thực khách bá đạo, ứng tác hát não. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên hệ thống mạng xã hội MyClip từ ngày 28 tháng 1 năm 2022. Mọi người đến với chương trình Thực khách bá đạo, ứng tác hát não dành cho tất cả những khách mời tới với chương trình ngày hôm nay. Đến với thực khách bá đạo tuần này, khách mời sẽ là ai đây? Liệu thực khách này có chịu được áp lực trước những tình huống siêu hát não của bộ ba La Thành, Dương Thanh Vàng và đạo diễn Nicole? Hãy cùng đón chờ nhé. Chào mọi người, hôm nay thì vai trò của Dương Thanh Vàng cùng với La Thành xuất hiện ở đây là để thực hiện những cái vai trò là hành hạ khách mời, đặt ra những thử thách thật khó cho khách mời, buộc họ phải bộc lộ những nội tâm sâu sắc nhất. Nó nặng nề với khách mời quá, khách mời nghe sợ đi về. Tụi em sẽ đặt ra những cái tình huống khó nhất để khách mời vào những cái số phận nhân vật ở trong những cái bối cảnh xã hội, những bối cảnh khác nhau để khách mời bộc lộ ra những điều hay ho nhất của họ. Không có quý vị, đơn giản chương trình này là đặt ra những tình huống và những vị khách mời mà chúng tôi mời tới đây, mỗi một số phát sóng sẽ có một vị khách mời và Dương Thanh Vàng và La Thành sẽ tạo ra những tình huống bất ngờ cùng với vị đạo diễn của chúng tôi, đạo diễn Nicole. Và em muốn hỏi Nico là ngày hôm nay anh sẽ muốn đặt ra thử thách gì cho Dương Thanh Vàng cũng như anh La Thành và vị khách mời ạ? Thử thách thì nó sẽ giữ được bí mật, nhưng mà anh muốn nhờ anh La Thành với lại Vàng phải hành khách mời thật nhiều. What? Hành thiệt là nặng. Anh muốn là thực khách tới đây chơi là không ai được bình yên đi về hết. Đó là cái tinh thần của chương trình, hiểu chưa vậy? Wow, tinh thần quyết liệt quá ha. Mà bất ngờ cái gì? Hoảng hốt quá nè mọi người. Khi mà đến với chương trình mà thực khách bá đạo thì rất là rung, đang rất là hồi hộp á mọi người. Tại nghe thực khách á thì mình nghĩ chắc là chương trình này sẽ được ăn, nhưng mà sau khi tới đây thì mình mới biết là chương trình này thì rất là bất ngờ, từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, và mọi người mới bước vô cũng đã bất ngờ. Khi tới đây là số chuẩn bị một cái gọi là cái tinh thần thép và cái ý chí inox để mà có thể vượt qua được những cái thử thách của chương trình, và hy vọng rằng những anh chị đồng nghiệp cũng sẽ ngưng tay với Susu nhẹ nhàng thôi. Với một bộ trang phục như thế này thì Susu nghĩ rằng mình sẽ vào một cái vai đó là quý bà nuôi trai, hoặc là một cái vai là nữ giám đốc bất động sản, hoặc là bảo hiểm. Mọi người thấy sao mọi người? Ok, tập trung, 3, 2, 1, diễn. Nghe xuân sang, thấy trong lòng nó sốt sang. Khách tới nơi, quán này không có một người. Xuân xuân ơi, xuân đã về, có nỗi vui nào vui hơn mùa xuân đến. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi, tiếng pháo giao thừa chào đón mùa xuân. Anh, phụ em cái coi. Có làm cái việc gì nặng nhau đó mà phụ, trời, có mấy cái bàn, mấy cái ghế treo hai cái đó lên mà phụ cái gì? Trước khi đi ra ngoài á là mẹ đã dặn rồi, anh em mình ở nhà là phải phụ giúp dọn dẹp nhà cửa tết nhất tới nơi rồi. Ghế vẫn chưa sắp ra luôn mà anh ngồi anh bấm điện thoại anh coi cái gì á. Trời ơi, anh bận lắm em ơi, anh bận đọc báo nữa, sáng bao nhiêu tin tức mình cần phải tiếp thu hàng ngày, làm sao mà anh có thời gian rảnh rỗi mà dọn dẹp. Ủa thì bây giờ em làm cũng được vậy, em kêu anh là cái gì? Anh hai. Ừ, nhưng mà anh quá đáng. Anh coi tụi mình là anh em không? Lát nữa mẹ về em mét mẹ cho coi. Đâu phải ngày đầu tiên mày mét, ngày nào mày cũng mét.
Được rồi, được rồi, được rồi. Anh nói như vậy đúng không? Lát nữa về em sẽ nói với mẹ xử lý triệt để vấn đề này, để anh không thể lộng hành được nữa. Trời sợ quá, trời sợ thiệt luôn á. Bữa nay gần ngày cuối năm sợ quá, nói sợ muốn chết luôn á. Khách mời vô, cho khách mời vô. Mẹ. Con trai yêu của mẹ. Mẹ về nhà mà mẹ kêu ly nước đi cưng. Ai cưng của mẹ? Thì con là con cưng của mẹ thì mẹ kêu bằng cưng. Không lẽ kêu bằng gì? Trời đất ơi, đi đâu mà sáng giờ ở nhà? Mẹ coi ổng kìa. Trời. Ông ăn hiếp con, ông chửi con sáng giờ luôn. Mẹ kêu nhà là con dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp rồi. Hai tấm liễn nè, con nhờ đóng hai cái đinh, ổng không chịu đóng, ngồi qua. Là gì vậy hả? Ông tặng. Ủa, nó gì? Là con nít trong nhà. Rồi sao? Có nhà hàng phải giới với tôi à. Ủa như nó con tôi. Còn ông là cái gì của tôi? Tôi mà, ông là gì? Con ghẻ của bà đó. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Con là con ruột, ảnh là con ghẻ. Đó, bà coi thay đổi con ruột của bà đối với tôi kìa. Dì nói con nghe, mặc dù con là con ghẻ của dì, nhưng từ xưa giờ dì chưa đánh đập con một cái roi nào hết trơn á. Mày làm cái gì vậy? Mày tỉnh táo được không? Mày tỉnh táo được không? Thôi mày cái gì nói nè. Hồi sáng giờ anh ở nhà anh không có chịu dọn dẹp gì hết á, mà anh ngồi bấm điện thoại không mà anh chơi, anh mời anh con dọn hết cái phần nhà này, con rửa chén rửa ly, con làm hết tất cả. Rồi. Hồi sáng giờ mẹ đi đâu? Mẹ hả? Mẹ đi công chuyện với mấy người bạn của mẹ đó. Công chuyện gì? Mẹ đi nhảy đầm á con. Mẹ đi nhảy đầm á con. Tại vì mẹ kiểu là tuổi đã hồi xuân á, cho nên mẹ thích đi nhảy đầm lắm luôn á. Thích đi nhảy đầm hả? Hát hò lắm hả? Mẹ hát nhảy đầm á, con thấy mẹ nhảy đầm đẹp lắm á. Hát lô tô nghe chơi. Con phải mẹ hát lô tô, con phải mẹ đó. Hát lô tô nhảy đầm đi. Trời. Ủa gì? Trời đất ơi, là trời có luôn hả? Có hết đó mẹ. Ôi là trời ơi. Có. Con mấy gì ra cờ ra con mấy, con mấy gì đây? Go! 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 Mẹ hát lô tô luôn. Rồi, nhảy đầm có hôm nay không? Ủa? Em nè đó. Ủa, tối nè mẹ ơi. Đây. Hey. Cô số gì đây, mấy gì ra con mấy gì ra. Cái bài này hai đứa con thích lắm nè. Bài gì vậy cô mẹ? Cô số gì ra, mấy gì ra con mấy gì ra. Chị ông đâu nâu nâu nâu. Bài đi đâu đi đâu. Con gà trong mơ gái. Ông mặt trời mới dậy. Mà trên như cành bông em đã thấy chị bay. Chị bay đi đâu? Chị ơi, ơi. Hôm nay trời nắng tươi. Chị bay đi tìm người làm mặt ông nuôi đời. Chị dâng theo bố mẹ chăm lập không nên lười. Con 30. Con 30 đây. Đó. Tiếp theo luôn, tới luôn mẹ ơi. Đang vui, đang vui. Xuân gì ra mấy gì đây, con mấy gì đây. Cô xuân gì ra mấy gì ra con mấy gì đây. Cô mấy gì đây, trèo lên cây mít, trèo lên mà cây mít, trèo qua cây mã đầu, trèo qua cây mã đầu, trèo lại lên cây mít, trèo lại lên cây mít, nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhúc nhích. Bị gai đâm là 35. Trời ơi, 35 của 35 hay quá. Tiếp luôn mẹ ơi. Còn một con nữa nè. Nhiều đó được. Còn tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi coi. Đây rồi, đây mẹ ơi. Cắt cái liễn lên sau lưng mẹ. Tôi gì ra mấy gì ra mấy gì đây. Tết đến rồi, tết đến rồi, tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người còn số 10. Hay quá, hay quá. Còn hát, còn hát, còn hát cho. Còn hát rồi, còn phải là dễ ra mẹ nha. Con mấy gì đây, cờ ra con mấy, con mấy gì đây. Con mấy. Thì thưa Alibaba, người dần chăn xá chiếu xin nhận ra. Alibaba. Hôm nay Alibaba nhờ dần chân sáng chiếu trên dần gian. Alibaba. Ngày mai Alibaba nhờ dần chân sáng chiếu trên dần gian. Alibaba. 43, 43. Anh hát được không mà anh căng thẳng với tôi. Tất nhiên hát là hát. Tất nhiên là không rồi. Không trời gì cũng nói nữa. Giờ này dì đã hát được mấy số đã, con vui chưa? Thiệt luôn á, muốn giận mà giận không được á. Trời ơi, sao mà con giận được gì? Con muốn cái gì là gì chiều con cái đó luôn rồi đó. Mày nãy mày nói mày phân xử cho tụi con đó. Hiện giờ con nói đi nè, nó sỉ nhục con cái gì? Đó. Có chuyện nhà không à.
mà tối ngày đòi mét mẹ. Ủa mét là mét thì sao? Mét là mét cái gì? Ủa chứ không phải những công chuyện nhà là hai đứa anh em phải chia đều, mẹ đã nói rồi. Anh sao anh kỳ quá à? Anh ngày nào cũng vậy, anh á thì anh chơi không à, còn tôi làm cần muốn chết luôn. Ăn á thì anh cũng ăn đầu, còn tôi ăn sao? Ủa sao kỳ vậy con ghẻ gì kỳ vậy? Ủa mà mẹ nhắc tới đâu cơm con đói bụng. Giờ con đói bụng hả? Thì đi mẹ vô mẹ nấu cơm nha. Hay là sao chứ giờ mẹ nói con nghe là sáng giờ mẹ đi nhảy đầm mà con cũng biết rồi, mẹ có nấu cơm nước gì đâu. Thì lẽ ra anh em ở nhà đói bụng có mì tự nấu ăn, còn mày đặt về ăn. Mắc cái gì cũng phải trông chờ vô mẹ. Mẹ đâu phải sống đời ở kiếp với tụi con. Sau này mẹ còn bước thêm bước nữa nữa chi. Cái gì? Mẹ bước 2 bước rồi mẹ còn muốn bước nữa hả? Thôi mình đi từ đi học đó con, mà đi rất nhiều bước mới tới trường. Cuộc đời của mẹ giống như là đi học vậy đó con. Hoài đi hoài, bước hoài. Bước hết bước này mình bước thêm bước nữa. Sáng mẹ nấu rồi mẹ mới đi ra nhảy đầm mà. Ủa? Mẹ nấu rồi hả? Mẹ nấu rồi. Trời ơi mô Phật thôi, không cháy nhà đó trời. Mẹ đâu có nhớ đâu con. Chết không lên dạo này mẹ bị sao kỳ vậy? Dạo này mình như mẹ tiêm botox hay gì vậy? Không phải, mẹ dùng viên nghiệp thần kinh đó. Mẹ hả? Đói lắm rồi. Rồi bây giờ mày cái bếp ở đâu mày chỉ tao coi. Nhà mẹ mày hỏi bếp đâu? Ủa mẹ nhà mình mà mẹ. Tao nói tao bị thần kinh mà. Cái bếp trong đây nè. Gì? Đó đó. Trong đâu? Ủa mẹ nấu mẹ để đâu rồi? Ở đâu rồi? Mẹ. Ê nói nghe nè, có cái hồn cá coi còn sống thì con ăn không? Bây giờ tụi con ăn bánh đỡ cho mẹ đi. Không, con không ăn bánh, con thích ăn bánh cái mâm cơm mẹ nấu á. Mẹ đem cái đây cho con ăn, con đói bụng rồi. Rồi, đây, hai con yêu của mẹ. Trời ơi là trời, nói gì nói chứ. Cũng một tay mẹ đó. Mẹ kề dựng lên ngôi nhà này đó. Ba của con mê mẹ. Là biết sao không? Nấu ăn ngon. Rồi, hai đứa vô đây ngồi với mẹ nè. Ủa sao mình không còn cái gì để đậy lên, để cái thao đậy lên nhìn kỳ cục vậy trời. Cái lòng bàn bữa hổm mẹ dục. Mẹ đúng là người phụ nữ không của gia đình mà. Cái gì đó? Mẹ ăn món gì vậy? Bữa nay mẹ là chuẩn bị rất là kỹ luôn á. 4 giờ sáng mẹ dậy mẹ tập thể dục á. Mẹ chạy tập thể dục nè. Cái này chạy hẳn để chờ mẹ mua đồ ăn cho tụi con luôn mà đó. Món gì á mẹ? Đây. Ngon chứ kìa. Ui. Thịt bò, ốp la trứng. Đó. Hết con. Trời ăn đi con, ăn đi. Bắt uống đi. Người phụ nữ tàn độc, ba là một người phụ nữ ác độc, thâm hiểm. Con ơi con, thì nấu thịt bò đâu phải nấu thịt người đâu con. Sao mà vô chính kịch ngang hả? Cái gì vậy? Mà thừa biết tôi bị dính thịt bò mà. Đúng rồi mẹ. Tôi ăn thịt bò tôi bị ngứa. Tôi ăn trứng tôi bị ói. Vậy con ăn salad đi, con ăn chay đi con. Tôi không biết ăn salad. Lâu lâu thì dì quên dì nấu chứ mấy bữa trước có không? Mấy bữa trước cũng nấu ăn bình thường. Phải cái ngày nào cũng vậy đi con. Là ngày nào cũng vậy đó. Sáng nào cũng như sáng nào đó. Hỏi nó đi có phải không? Ngày nào cũng vậy luôn mà. Sáng nào cũng như sáng mấy? Không có gì mà khóc. Cho gì vô tâm lý cái. Thì tôi gì cũng xin nói thẳng. Nhưng mà hai con nhớ giùm mẹ, nhớ giùm gì nha. Tuyệt đối dì kể ra rồi tụi con giấu kín cái chuyện này giùm nha. Đừng có kể ai hết. Mẹ giấu lâu lắm, mẹ giấu luôn nhưng mẹ đừng kể. Không, mẹ phải nói ra chứ không ấy. Anh con hiểu lầm mẹ chết mẹ nữa, đúng không? Không phải là dì không có muốn mà nấu mấy cái loại khác, mà cứ đè vô thịt bò nấu hoài đâu. Tại sao? Tại vì dì đang quen ông bán thịt bò. Cho nên là cứ mỗi ngày mà đi nhảy đầm với ông về, ông tặng 3 ký thịt bò, 2 cái trứng gà. Mẹ ơi, rồi tự nhiên cái bữa hổm mẹ về mẹ thuyết phục con, mẹ nói không, mẹ quen với ông bán cà phê, hèn chi ngày nào về uống cà phê. Cái là 3 tháng sau mẹ dọn vô quán cà phê người ta, rồi 4 tháng ông chết. Rồi ông thịt bò, tôi giờ tới ông thịt bò nữa mẹ. Ông thịt bò cũng mới chết hôm qua rồi. Đừng có nói nữa mà. Là cái số mẹ sát phu rồi hả? Mà có nói hoài trời ơi trời. Còn gì tốt đẹp ở căn nhà này nữa? Lộ mặt hết rồi. Con thông cảm cho dì 3 ngày thôi. Mà tính quen ông khác nữa hả? Dì quen ông bán thịt heo. Bây giờ ông đang nhắn tin cho dì mà dì chưa có trả lời. 3 ngày thôi. Mẹ sẽ thành công. Mẹ ơi, con nghĩ là mẹ đừng nên đi chợ nữa. Mẹ đi chợ chắc tuần sau là nguyên chợ dẹp hết. Ăn đỡ đi. Dì đút cho con ăn. Dì mớm cho con ăn. Không ăn. Bây giờ con ăn miếng thịt bò.
mà trong đầu con tưởng tượng nó là thịt heo. Thì nó là thịt heo đó con. Trời ơi nó ngon bá chế buồn chét chút. Mẹ bác gì phải năn nỉ ảnh, ảnh ăn thì ăn, ổng ăn từ từ đặt đồ ăn ngoài giờ ăn. Trời sao con nói vậy được, anh của con mà. Mày còn hổn tháo hả? Tao không ăn mày làm gì tao? Trời ơi con ơi, con ơi. Ai vừa mà tao vô nha. Ai đang muốn đập con, tôi đập. Cái gì đây, cái gì đây? Cái gì đây? Con mày đập, tao đập luôn đó. Cái gì mồm nào quá vậy? Mày loạn cái nhà này hả? Dạ. Ba. Ba ngồi ba. Ông chồng tôi hả? Ông nội về la làng la sớm, tưởng là hàng xóm. Nội ơi, ê mày kêu xe chở mẹ mày đi. Mẹ, mẹ tỉnh táo không? Tỉnh, mẹ tỉnh mà. Con nói là ba chết rồi mà. Thôi nãy giờ mẹ tỉnh đâu, chồng mẹ chết hết rồi. Mẹ chết hết rồi. Chú chết. Nhìn ra tao luôn hả? Ai đây? Chú ba, anh của mẹ mà mẹ không nhận trời ra. Trời ơi, ông nội ơi, đi sửa tâm trên mày, có trên mày kìa. Trời ơi, tâm trên mày nhìn đâu có ra đâu. Hồi đó không xăm chân mài chứ nhìn ra. Giờ xăm chân mài màu xanh dơm, xăm mài hồi xưa đó. Sao lần nào tao qua cái nhà này cũng sùm hết. Chứ nó truyền thống gia đình mà. Trời ơi, thấy gì chứ con nó thương, thương em lắm á anh. Trời ơi, đúng không con? Chị nói đúng không? Bà đi ra đi. Trời ơi, tôi muốn ngủ em mà lâu lắm rồi đó. Bây giờ thì thôi về ở với tao. Thôi, trời ơi, tự nhiên nguyên cái quán người ta biết bao nhiêu là tên tuổi tôi dồn vô cái quán đúng này. Vậy đúng không? Đúng, nó dễ dàng gia đình. Giờ thì kiên về ở với ông làm gì? Rộng hốt nguyễn quán tôi hả, làm gì? Anh em chứ tụi mới tình ai hết trơn á. Nội ơi, mê tiền mê bạc quá, mày để nó leo lên đầu mày ngồi. Có gì đâu, thì con cái nó thích thì cho nó ngồi. Không được mẹ, con biết là mẹ thương ảnh nhưng mà đâu thể nào mẹ đối xử với ảnh vậy được. Mẹ lúc nào mình cũng dung túng ảnh hết trơn á. Ảnh làm gì á mẹ cũng không la rầy. Mọi người thông cảm cho nó đi chứ. Người ta thông cảm á, một thông hai cảm, ngày cảm thôi gì? Cái này mấy năm rồi. Thôi để tôi qua tôi nói chuyện với nó chứ. Nè con đó, bây giờ nè, ông cậu nè, thằng em con đó, nói hết trơn rồi, con nghe rồi. Ở trong nhà thì vui vẻ, có gì đâu mà con cứ cọc cằn. Bà nhớ cái ngày bà mới bước về căn nhà này, bà đối xử với tôi thì sao? Hả? Vì đối xử với con rất là tốt. Tôi ngủ bà chớ hề kêu tôi dậy. Chỉ có buổi sáng ăn sáng bà kêu tôi dậy, buổi trưa bà kêu tôi dậy ăn trưa, buổi chiều bà kêu tôi dậy ăn chiều. Còn lại công việc nhà bà đều do thằng con bà làm hết. Để cho nó một sức khỏe, để cho nó một trí óc minh mẫn, sự tỉnh táo. Ủa mà đối xử với tôi hơi bị tệ đó. Ủa như vậy là tệ hả con? Trời ơi, cái đó là vì đang thương con. Con ngủ không lẽ gì lôi đầu con dậy? Vì để cho con ngủ mà vì kêu con ruột của dì dậy để lo cho nhà này. Mẹ, tại vì con mất mẹ rồi ba con cũng mất luôn. Ít nhiều á con của dì nó còn có gì, nó còn có mẹ. Ủa ba tôi có để lại tiền cho bà mà không lẽ ông không để lại đồng nào hết hả? Tiền là tiền nhưng mà tình cảm gia đình mới là quan trọng. Con biết là mẹ thương ảnh nhưng mà mẹ cũng nên nói sự thật cho ảnh biết đi. Sao mẹ không nói hồi lúc mà Dượng mất á là Dượng bị phá sản? Nói gì nghe sợ vậy mày? Có một đồng nào hết trơn á, toàn bộ tiền của quán này là mẹ tôi gầy dựng, mẹ bán á, mẹ hát rồi con về mẹ nuôi quán này lo cho anh á. Nói là gì vậy, hàng xóm láng giềng người ta nghe đó, người ta cười vô mặt hết ở đây đó. Mày có nhớ cái ngày xưa không, lúc mà mày á mới quen cái thằng này nè, ba của thằng này nè đó, hai đứa bay vui vẻ nhờ cái ứng dụng Sweet Couple. Đó, ngày nào cũng chát chít hẹn hò đó. Có ứng dụng AI trên đó vui vẻ. Rồi từ ngày mà ba nó mất, tiền bạc đi đâu không thấy, mà mày cứ tôn cái thằng này lên đầu hoài. Mày đè con mày hoài, mày để cháu tao có ngày bị nó ăn hiếp. Tao nói hết ngày hôm nay là phải dọn đi, cái nhà này cho nó luôn đi. Đi về với tao. Cái nhà này tiền của mẹ con không có cho được. Bây giờ thôi tôi nói vậy nè, nếu mà mọi người thấy mà suốt cái khoảng thời gian vừa qua đó, cái cách tôi cư xử á, cái cách tôi làm người nó không có tốt à. Khỏi ai đi, con cũng khỏi đi. Cái nhà này của ba con ở lại đi. Còn cái quán á là tiền của dì, con về ở. Dì đi tu. Dì đi, dì nói thiệt. Đó là bước tiếp theo của dì đó hả? Đúng. Dì không lấy chồng. Chứ bây giờ ở trong cái nhà này nè, tôi ăn hiếp nó đó,
hay là tôi lỡ tôi sai nó nhiều á, thì mọi người nói là tại sao con ghẻ mà ức hiếp con ghẻ. Rồi bây giờ tôi nghĩ như vậy, tôi kêu con tôi làm, thì bây giờ mọi người nói là tại sao con ghẻ mà thương con ghẻ hơn là con ruột. Dì nói con nghe nè, cái sự thật á nó cũng nói ra hết rồi đó. Không phải là dì ghét bỏ con hay là không có muốn đá động gì tới con, mà dì thấy con thiếu thốn tình cảm của gia đình. Thì giờ con ở với dì thì có bao nhiêu mà thí dụ mà con của dì á nó đỡ được thì nó làm phụ, còn nó không làm thì dì làm. Mình đã sống chung một nhà rồi nè, phụ được cái gì phụ. Còn con bay làm không được, để đó đi, dì làm hết cho. Thì thay vì lúc đầu tiên là dì phân công nhiệm vụ dì đi, thì con còn cảm nhận được dì là một người dì ghẻ bình thường. Dì là dì ghẻ mà dì vô dì thương con quá, con sợ chứ. Sợ dì hại con nên con được lúc nào cũng phải đề phòng chứ. Còn mà thí dụ vô phân việc làm thì có ai nói gì đâu. Thì thôi bây giờ con hiểu chưa, con thông cảm cho những cái mà khúc mắc đó giờ chưa? Hiểu. Dì đâu có cái ý gì tầm bậy tầm bạ đâu. Với lại sẵn đây có cậu ở đây với có mọi người ở đây, con cũng xin lỗi dì. Thật sự là mấy cái món ăn đó giờ dì làm cho con ăn, con không có bị dị ứng gì hết. Hả? Nói chung cái gì ăn cũng được, đại loại như con giống như con heo vậy đó. Nhưng mà con làm muốn làm khó gì thôi. Nhưng mà sau khi câu chuyện này xảy ra thì con mới biết là con sai nhiều quá. Vì con mà dì phải quen hết ông này ông nọ ngoài chợ. Dạ không gì để con nói gì. Thật sự con xin lỗi dì. Con không biết là dì phải lăn lộn từ sạp chợ này qua sạp chợ khác. Chị khổ lắm con ơi. Từ sạp thịt này sang sạp cá khác. Chị chưa quen hai bán cá. Con chưa hai gì. Con biết là dì thương con. Không mấy gì cho con xin lỗi nha dì. Lỗi phải gì, bây giờ mình trong nhà này nè. Thì bây giờ sau này dì biết con là cái gì cũng ăn được á, thì dì quen hết cái chợ cũng được mà. Thì món gì mà cũng ăn được, không có gì đâu. Tết nhất vui vẻ nha. Vui vẻ. Thôi dọn dẹp đi, dọn dẹp đi. Dạ. Dọn dẹp đi. Trời ơi. Đẹp quá, có bị nè. Có trời buông vô thăm lại nha. Đẹp quá, trời ơi. Cảm ơn cậu. Như vậy là chúng ta vừa xem xong một cái tiểu phẩm ngắn rất là vui. Su cảm giác lúc này như thế nào? Cảm giác của em thì bây giờ giống như là mới vừa trị xong rối loạn tiền đình á. Nó rất là lâng lâng, kiểu là không biết chuyện gì đang xảy ra mà không biết ngồi đây rồi còn chuyện gì xảy ra nữa không á. Trong cái khuôn khổ của cái tiểu phẩm vừa rồi, với những gì mà anh kỳ vọng thì anh thấy Su và cả hai tụi em có hoàn thành tốt không ạ? Còn anh thấy Su rất là lanh nha. Su rất là khôn luôn á, gọi anh dùng từ khôn nha. Là khi mà bước vô là Su không biết anh La Thành là gì. Là đặt, tức là đúng ra cái câu hỏi là Su phải là người giải đáp đúng không? Su bắt xe cho anh Hạnh luôn, để cho anh Hạnh phải tự giải đáp luôn. Xong tới lúc anh vô Su cũng vậy luôn. Su cũng đặt, cứ đặt câu hỏi vậy, cứ đặt câu hỏi tôi từ, cứ đặt phong long vậy là tự mình, cái nhân vật của mình phải trả lời luôn đó. Ủa như nó con tôi, ông là cái gì của tôi? Tôi ông là cái gì? Thấy có Su có nhiều lúc Su hơi rối luôn, không biết phải làm gì. Em sợ chứ anh Hạnh đập bàn đập ghế, cái Su cũng hay đập bàn đập ghế theo. Mày còn hỗn tao hả? Tao không ăn mày làm gì tao? Trời ơi con ơi, Ai vừa phải thôi nha. Anh em muốn đập thôi, tôi đập. Cái gì đây? Cái gì đây? Ê, con mày đập tao đập luôn đó. Vàng nữa rồi mè nheo không? Cứ làm rối. Mặc dù là cái vai của Vàng là phải theo phe mẹ mình, nhưng mà không thấy theo chút nào hết trơn. Lúc nào cũng níu lại. Bước vô cái cổng này xong không? Là trong đây vô vàng cạm bẫy. Cái này chỉa ra là em rất là lo, em sợ lắm luôn. Thế khi mà mình nhận được lời mời thì em rất là vui luôn. Em vui khi mà chương trình rất là hay, rất là hay luôn. Đó là mình phải tự lại khéo nữa, lại mọi thứ. Em nói lại khéo. Em nói thiệt. Không, nhưng mà Su thì nãy rất là duyên dáng, thông minh trong những cái xử lý tình huống của mình. Nếu như trong đời thật á, thì Su cảm giác như thế nào về cái vấn đề mà mình vừa mới truyền tải? Trong cái câu chuyện ngày hôm nay, cái câu chuyện nói về mẹ ghẻ con chồng, thì bản thân Su thì chưa có rơi vào cái hoàn cảnh đó bao giờ. Tuy nhiên là khi mà trải qua cái câu chuyện này thì Su nghĩ là nếu ở cương vị mà là một người làm mẹ thì khi mà trong gia đình mình có bất kỳ một cái chuyện gì đó thì một người mẹ phải là người sáng suốt nhất và là người mà phải cân bằng giữa tất cả mọi thứ, cho dù người cha còn hay là người cha mất, hay và những người con với nhau thì phải cân bằng mọi thứ để gia đình mình mới vui vẻ và hạnh phúc.
Nếu mà mọi người có xem clip này, và đặc biệt là những người mẹ đang trong cái hoàn cảnh như vậy, thì hy vọng mọi người sẽ có những cái xử lý thật là tốt. Rồi, khéo nữa, nhân văn nữa. Thật thì ai mà rớt vô cái trường hợp này nó cũng sẽ có những cái gọi là những cái nhạy cảm á. Dạ. Mình không có biết được là cái đó đúng hay là cái đó sai đâu em. Làm bất cứ chuyện gì chúng ta đừng có nói là cái chuyện đó đúng hay là chuyện đó sai, mà chúng ta hãy làm cái chuyện đó theo một cái thái độ gọi là tử tế. Khi mà em làm tử tế thì cái chuyện đúng thì chắc chắn là đúng rồi đó. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi cách sống. Đúng rồi, mỗi cây, cách, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi đó, cảnh. Nên chúng ta không có thể nào rập khuôn áp đặt của chúng ta vào trường hợp này phải là ABCD, mà nó phải là một cái sự linh động, nó phải là một cái gì đó nó kêu là nó dung hòa, chứ không có là theo phương pháp được, nó không có phương pháp ở đây. Giống như là không có một cái công thức nào cho cái gia đình. Đúng là tình thương thì không có công thức nào cho nó sẵn có hết trơn, bởi vì khi yêu thương thì mình có rất là nhiều cách thể hiện. Đối với mình á, cách đó là yêu thương, nhưng mà đối với người cảm nhận á, nhiều khi cách đó người ta không thích cái cách đó thì nó cũng không mang lại hiệu quả gì. Nhưng mà theo em nghĩ á, thì cái người ở vị trí đến sau, có cái người đến sau, có cái người ba ghẻ hay là người mẹ ghẻ là luôn ở trong cái thế khó. Tức là một khi mình đã chấp nhận là người, cái người đến sau trong cái gia đình đó thì mình sẽ luôn bị thế khó. Ví dụ như là mình đối xử tốt với lại cái người con mà ruột mình không bạn nha, nhưng mà cái người con của chồng hoặc là của vợ mình á, con trước á, mình đối xử tốt quá thì cũng không ổn lắm, đúng không? Được. Nhưng mà nếu mà mình đối xử không tốt thì lại càng không ổn, đúng không? Thì anh đã từng thấy rất là nhiều trường hợp là cái người vợ sau và người chồng sau rất thương, và họ bị thiên vị về cái người đó luôn, họ không dám thương con họ luôn, họ sợ bị điều tiếng thiên hạ. Xong đó đứa con của họ nha, lại lớn lên với một cái tâm thế rất là bất mãn. Và khi mà tới đây rồi, và khi bước vô đây rồi và xong hết rồi, thì em cảm thấy là em rất là vui khi mà em đã được các anh ở đây hỗ trợ để em có thể vượt qua được cái thử thách ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, cảm ơn Su. Cảm ơn Su. Ngày hôm nay cảm ơn Su. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Thực Khách Bá Đạo. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên hệ thống MyClip, mạng xã hội video, nơi cho phép đăng tải những video clip. Các bạn có thể like, share và chia sẻ những bình luận của mình trong video clip đó. Và xin chào, hẹn gặp lại trong số phát sóng lần sau tại chương trình Thực Khách Bá Đạo.